bên trong của sản phẩm đây, chúng ta nhìn đây, đây là cái dây để bơm lốp ô tô nhé, đấu nối từ cái máy hút bụi này ra cái lốp ô tô để chúng ta bơm. Tiếp theo là những cái vòi này là để hút bụi, để nó là cái vòi để chúng ta lắp vào để hút bụi. Nó có kèm theo máy này là ba cái đầu hút bụi nhé. Cái đầu hút bụi này thì chúng ta lắp vào máy, chúng ta hút tùy theo các loại bụi, các loại rác, kích cỡ khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại đầu hút nó phù hợp. Kèm theo máy là một cái đầu kim để chúng ta bơm. Kim này chúng ta bơm có thể bơm được bơm bóng này, chúng ta bơm xe máy được, xe đạp được, phao bơi, bể bơi được, đều dùng được hết, rất tiện. Còn đây là cái sản phẩm chính, cái máy chính chúng ta. Máy cầm cực kỳ chắc. Đây này, chúng ta cầm rất chắc luôn. Thì sau đây mình sẽ cắm vào nguồn ô tô đây nhá. Nó có cái đầu này, chúng ta cắm vào nguồn ô tô rất tiện nhé. Đây, chúng ta cắm vào nguồn ô tô. Đấy, sau khi cắm xong chúng ta nhìn trên cái đồng hồ điện tử này. Nó hiện sáng lên là nó là điện đã vào máy. Và đây là cái dòng máy bơm lốp hút bụi ô tô 4-in-1 đồng hồ điện tử nhá. Thì sau đây mình sẽ nói qua về các chức năng của cái máy này. Chức năng đầu tiên là chức năng để hút bụi. Đấy là chức năng tiện ích rất lớn của nó. Chức năng thứ hai đi kèm với nó là chức năng bơm lốp ô tô. Chức năng thứ ba là chức năng đo cảm biến áp suất lốp. Chức năng thứ tư là chức năng đèn chiếu sáng. Đây, chúng ta nhìn đây, đèn chiếu sáng đây này. Đấy nhá. Đấy, chúng ta bật cái này đây, chúng ta nhìn này, ký hiệu đèn này. Đấy, rất sáng. Đây là mình đang quay ở ban ngày nên chúng ta không cảm nhận được nhiều, nhưng nếu ban đêm chúng ta bật đèn lên ấy thì nó rất sáng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về chức năng hút bụi của nó trước đã. Chức năng hút bụi của nó đây nhá. Ta nhìn này. Mình vừa khởi động thử lên để cho tất cả các bác tài xế quý vị cùng nghe này. Đấy, cực kỳ êm dịu, không ồn, nghe tiếng rất giòn. Sau đây thì mình hút thử cái điện thoại luôn nhé. Đây này, chúng ta bật đẩy lên trên là chức năng hút bụi của nó nhé. Hút được cả cái điện thoại lên như này. Đấy, hút được cả điện thoại luôn. Đấy, rất chắc luôn. Đây, cực kỳ chắc. Mình vừa thử cái chức năng hút bụi của nó, cực kỳ chắc. Nó hút cả cái điện thoại này, mà cái điện thoại này không phải là nhẹ đâu nhá, rất nặng. Mình vừa thử cái chức năng là hút cái điện thoại thì sau đây mình sẽ thử hút thử cái rác. Đây này. Đây đã chuẩn bị trước một cái rác như này. Chúng ta hút thử để cảm nhận cái máy này nhá. Đây, chúng ta bấm, chúng ta đẩy lên trên nó hút rác. Đối với những dòng rác to này chúng ta dùng cái chức năng hút trực tiếp của cái đầu hút máy này luôn. Đây nhá. Đấy, thấy không? Đây này. Thấy chưa? Chúng ta thấy chưa? Chỉ có một tí thôi, hết sạch rác luôn. Cái cách vệ sinh của cái máy này nhá. Chúng ta nhìn này, chúng ta ấn đây. Đấy, chúng ta lấy ra, chúng ta vệ sinh. Nó rất tiện. Đây nhá, chúng ta tháo ra, chúng ta vệ sinh cái đầu ở trong này. Chúng ta đặt tay đây, chúng ta kéo ra này. Đấy, chúng ta kéo cái lưới lọc này ra. Rác này chúng ta đổ đi. Đấy, sạch thì chúng ta đặt cái lưới lọc vào. Mình vừa hướng dẫn cái cách vệ sinh máy nhá. Thì khi lắp lại chúng ta nhìn thấy chúng ta căn có lỗ này, chúng ta cắt khớp với nhau. Đấy, nó nghe tạch cái là vào. Đấy, xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm các cái chức năng về các đầu hút của nó. Rồi chúng ta, nó theo máy nó rất nhiều đầu hút. Chúng ta có thể lắp cái đầu hút này vào. Đây này. Cái đầu hút này để chúng ta hút những cái bụi nó ở xa ấy, ở xe, xa xe ấy. Đây này. Đấy. Đấy, đối với nó ở cái nơi xa xe chúng ta dùng cái này. Đấy, đây là một cái đầu hút của nó nhá. Tiếp tục mình giới thiệu thêm cái đầu hút nữa của nó. Đối với các cái dòng bụi mịn ấy, bụi nhỏ li ti ấy, thì chúng ta lắp cái đầu hút này vào. Chúng ta hút, đây này. Đấy. Nó sẽ hút sạch luôn. Đây là cái đầu nối để trung gian nhá. Đây này, chúng ta lắp vào đây. Đấy, chúng ta lắp vào đây. Ở đoạn dưới chúng ta có thể lắp thêm vào đây được. Đấy, nó hút xa hơn. Thì sau đây thì mình hướng dẫn cách bơm của cái máy này. Đây, đầu dây bơm thì chúng ta sẽ đấu vào sau của nó như này. Chúng ta sẽ đấu sau như này nhá, chúng ta gập xuống. Đấy. Sau đấy cái này chúng ta kết nối vào trong cái bơm lốp ô tô như này. Đây, chúng ta nhìn thấy bây giờ chúng ta phải chuyển chế độ đi. Hiện tại thì nó đang báo cái PC là cái áp suất này. Chúng ta phải chuyển nó đi. Chuyển sang cái khối lượng là kg ấy. Đây, hiện tại cái khối lượng kg của nó là 2.5 kg trên cm3, có nghĩa là cái khối lượng lốp hiện tại là 2.5 kg ấy. Đây này.
Đây nhá. Sau đây mình sẽ xì bớt đi, mình xì bớt đi để mình bơm lên nhá. Bởi vì hiện tại 2.5 đối với cái dòng xe sedan như của mình nữa, hiện tại nó cũng đang là rất là khối lượng nó cũng là căng rồi. Sau khi xì xong chúng ta thấy là khối lượng lốp hiện tại là 2.0 2.4 kg này. Mình bắt đầu mình bấm vào nút bơm. Thế ví dụ mình bơm lên 2.5 nhá, mình bấm lên. Mình để mình bơm lên 2.5 nhá. Bắt đầu này, mình ấn là cái nút này, chúng ta ấn là sau. Chúng ta nhìn này. Khi mà bơm lên 2.5 nó sẽ tự ngắt. Đấy nhá. Chúng ta cứ nhìn đấy nhá. Đấy. Rất thông minh, khi mà bơm thì chúng ta cài 2.5, bơm lên 2.5 nó sẽ tự ngắt. Đấy là một cái rất thông minh của cái máy này nhá. Đấy. Thì chúng ta vừa nghe chúng ta thấy là cái tiếng bơm của nó cũng là rất rất giòn đúng không? Rất nhẹ nhàng, không êm, không ồn. Rất tiện. Mình vừa cài bơm thử đấy, rất nhanh, bơm rất nhanh, rất khỏe.